dòng skin siêu phẩm 2024 bị cộng đồng chê thậm tệ, khẳng định Riot làm cho đủ KPI. Siêu phẩm là một trong các dòng skin lâu đời, ra mắt từ năm 2014. Riot dần mở rộng vũ trụ siêu phẩm qua từng năm và phát triển cốt truyện ấn tượng mỗi lần thêm vào tướng mới. Để bắt kịp xu hướng hiện đại, các skin siêu phẩm cũng được nâng cấp từ hình nền cho tới hiệu ứng. Năm 2021, dòng skin không làm cộng đồng thất vọng với các sản phẩm đúng nghĩa siêu phẩm, trong đó gồm hai skin bậc huyền thoại là Mordekaiser và Renekton. Renekton siêu phẩm với cốt truyện là một vũ khí hủy diệt. Skin của thần cá sấu mang đến sự mạnh mẽ, sắc sảo trong từng chi tiết. Từ hiệu ứng nhảy múa, biến về cho đến hoạt ảnh khi bị hạ gục đều được làm rất tỉ mỉ. Hiệu ứng chiêu thức theo từng mức nộ cũng là điểm nhấn được ưa thích. Trong khi đó, siêu phẩm Mordekaiser được đội ngũ thiết kế dồn hết tâm huyết vào việc tạo hiệu ứng chiêu cuối Vương quốc tử vong. Chuyên viên thiết kế Riot cho biết đây là thử thách lớn nhất từ trước tới nay của mình. Tuy nhiên, ba skin siêu phẩm vừa được giới thiệu năm 2024 là Gangplank, Jax và Naafiri lại gây thất vọng toàn tập. Vẫn giữ phong cách máy móc và tương lai thường thấy, thế nhưng ba cái tên mới không để lại nhiều ấn tượng, thậm chí còn khiến nhiều người không nhận ra đây là tướng nào. Trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều game thủ đồng loạt chê trách đội ngũ thiết kế của Riot. Rõ ràng, sau khi ra mắt hai dòng skin Tết là Thiên Cung Thần Long và Sứ Thanh Hoa, nhóm ba skin này được cho là sản phẩm phụ, chủ yếu ra cho kịp tiến độ mỗi update. Dự kiến, các skin siêu phẩm 2024 sẽ ra mắt trong bản 14.5 và nhiều người cho rằng đây sẽ là các siêu phẩm ế nhất từ trước tới nay.